Thì lúa 54, 51 đông sưng nha các bạn. Thì ở ngoài kho mình sàng sẵn cái bao 20kg này người ta ngâm luôn. Tùy cái nhu cầu của bà con. Lên xe nhỏ nè, kêu ông kêu anh lên xe nhỏ. Ừ. Thì 30-40kg. Cái này vô vụ thì mỗi ngày mình cũng gieo từ 8 tấn đến 10 tấn. Ủa tí nó đi Long Xuyên hả? Quà hiện tại bên mình có 5451 OM34, IEG504 OM18. Anh em nào có mua lúa giống thì liên hệ mình qua số điện thoại 0939 17 17 17. Mình tên Hậu.